trai 5 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh lon ton theo mẹ đến khu điều trị Covid-19. Áo chống nắng cuốn vào bánh xe, cô gái ngã sấp mặt xuống đường. Quả mít đột biến được dân mạng định giá 8 tỷ, sự thật phía sau khiến ai cũng bật cười. Thua Đức nhưng Cristiano Ronaldo khiến dân mạng dậy sóng với cú hất bóng đỉnh cao. Em xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin ngày 20 tháng 6 của Sài Gòn TV. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Sáng ngày 20 tháng 6, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho hay, thành phố đã ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng đang khẩn trương khoanh vùng, xét nghiệm những khu vực có nguy cơ cao liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trong 9 trường hợp dương tính này, có 5 người là có liên quan đến bệnh nhân 12.860, sinh năm 1962, địa chỉ ở Thanh Khê, Đà Nẵng, nhân viên bảo vệ tại quán Bonbas Bakery and Coffee, địa chỉ 143 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê. Bệnh nhân 12.860 là F1 của bệnh nhân 12.437, còn 4 trường hợp khác liên quan đến khu vực Tam Giác, Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ, Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng. Trước đó, tối 19 tháng 6, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương truy vết những người đến, tiếp xúc ở khu vực kiệt 407 Lê Duẩn, làm việc tiếp xúc với người tại công ty nhựa Duy Tân, yêu cầu những người này phải tiến hành khai báo y tế ở cơ quan y tế địa phương và tiến hành xét nghiệm. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu công an, ngành y tế kiểm tra hoạt động của các chốt kiểm dịch, bổ sung lực lượng cơ sở vật chất cho các chốt, xem xét kiểm tra xử lý trách nhiệm của các chốt, đặc biệt là chốt bỏ lọt lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh vào Đà Nẵng. Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng khẩn trương bổ sung lực lượng cho quận Thanh Khê trong thực hiện truy vết xét nghiệm. Mới đây, mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh một bé trai 5 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bê đồ lon ton theo mẹ vào khu cách ly điều trị khiến nhiều người nhói lòng. Hình ảnh này được một bác sĩ ghi lại vào sáng 18 tháng 6. Theo chia sẻ của Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, trước đó vài ngày, bố của em bé cũng có kết quả dương tính SARS-CoV-2 và đã được chuyển bệnh viện cách ly điều trị. Sau khi được đăng tải, nhiều người đã không khỏi xót xa. Nhiều cộng đồng mạng đã dành lời động viên cho bé, mong cậu bé và gia đình sớm khỏi bệnh. Nhìn mà tim đau nhói, thương con quá. Mạnh mẽ lên nhé con, mong hai mẹ con bình an. Tuổi con bằng con của mình, nhìn thấy thương con quá, cố gắng lên nhé, chúc bé và gia đình sớm khỏi bệnh. Sáng ngày 20 tháng 6, tại chung cư The K Park, Hà Đông, Hà Nội, xảy ra việc cháu bé bị rơi từ tầng 5 và mắc lại tầng 3, được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng. Trưa 20 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, sáng 20 tháng 6, tại chung cư The K Park trên địa bàn xảy ra vụ việc cháu bé khoảng 10 tuổi bị rơi từ tầng 5. Theo vị lãnh đạo, cháu bé bị rơi từ tầng 5 nhưng may mắn mắc tại sảnh của tầng 3. Sau khi được cư dân phát hiện, đã nhanh chóng đưa cháu đi viện cấp cứu. Được biết, gia đình cháu bé mới chuyển tới chung cư trên sinh sống. Thời gian vừa qua, trên địa bàn Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc thương tâm khi các cháu nhỏ mãi chơi đã ngã từ chung cư xuống tử vong. Đây cũng là bài học để phụ huynh có biện pháp tăng cường sự an toàn tại các căn hộ, đồng thời để ý tới các con trẻ nhiều hơn. Ngày 19 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thuận khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm Danh Hận, ngụ huyện Hồng Dân, Bạc Liêu về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Theo điều tra ban đầu năm 2017, Hận sống chung như vợ chồng với chị C ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận. Khi đó, chị C đã ly hôn chồng và có con gái riêng. Tháng 6 năm 2020, Hận nảy sinh ý định đồi bại với con gái riêng của vợ. Lợi dụng lúc vợ đi vắng, Hận dụ dỗ bé gái 15 tuổi vào phòng ngủ, rồi nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Khi thấy bé gái mang thai, Hận dừng hành vi xâm hại. Còn chị C thấy con có biểu hiện bất thường nên đưa đi khám thì được thông báo bé gái đã mang thai 24 tuần. Lúc này, bé gái mới nói cho mẹ biết bị cha dựng xâm hại. Chị C sau đó đến công an trình báo vụ việc. Tại cơ quan công an, Hận thừa nhận hành vi đồi bại của mình. Mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, hai người đàn ông khiến cả đoạn đường Hà Nội bị ùn tắc rất lâu. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự ngăn can của một người phụ nữ. Diễn biến của vụ việc đã được camera hành trình của chiếc ô tô dừng gần đó ghi lại được. Clip đã được đăng tải lên mạng khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Theo dõi đoạn clip cho thấy, hai người đàn ông có lẽ vì xích mích mà xảy ra ẩu đả.
hai người này đang có màn đấm bốc để giải quyết mâu thuẫn. Sự việc thu hút rất đông sự chú ý của những người hiếu kỳ tham gia giao thông thời điểm đó, làm cả tuyến đường ùn tắc mà không có ai vào can ngăn. Thế nhưng khi cả hai đang có màn đi đường quyền đầy cao trào, thì bất ngờ một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm lao tới mắng mỏ can ngăn. Sự mạnh mẽ quyết đoán của người phụ nữ này đã khiến cho hai người đàn ông kia liền dừng tay rồi giải tán, tiếp tục chuyến đi của mình. Khi đang di chuyển trên đường, một cô gái ngồi sau xe máy bất ngờ ngã sấp mặt ngay trước đầu ô tô vì áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 17 tháng 6 trên phố Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hình ảnh ghi lại được cho thấy một đôi nam nữ điều khiển xe máy đang di chuyển qua ngã tư thì bất ngờ chiếc áo chống nắng của cô gái ngồi sau bị cuốn vào bánh xe. Ngay sau đó, cô gái này văng khỏi xe rồi ngã đập mặt xuống đường. Thậm chí khi chiếc xe dừng lại, tay áo của nạn nhân bị kẹt vào ống bô. Rất may là thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình di chuyển với tốc độ chậm nên không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng. Đa số người xem đều tỏ ra thót tim khi chứng kiến cảnh tượng này. Đây cũng xem là bài học cho các chị em hay mặc áo chống nắng khi đi xe máy. Eco xe máy là một thiết bị điện tử được lập trình để điều khiển động cơ và các thứ liên quan của xe. Do đó, nó được ví như là bộ não của các dòng xe hiện đại ngày nay. Chính vì có giá trị, nhiều đối tượng xấu đã ra tay lấy trộm nó để bán lấy tiền tiêu xài. Minh chứng là vụ việc ngay sau đây. Toàn bộ diễn biến vụ trộm chớp nhoáng này đã được camera an ninh của nhà bên đường ghi lại. Cụ thể, vào sáng ngày 15 tháng 6, hai thanh niên đều nhau trên xe máy đi qua trước cửa một ngôi nhà. Thấy chiếc xe máy dựng trên vỉa hè mà không thấy ai trông chừng, hai tên dừng lại. Một tên xuống xe từ từ tiếp cận và chỉ mất đúng 3 giây để phá cốp xe rồi lấy đi Eco. Diễn biến sự việc diễn tiến quá nhanh khiến cho nhiều người không khỏi sửng sốt. Theo người đăng tải clip thì Eco có trị giá khoảng 2 triệu đồng. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Công Vinh đã chia sẻ clip đập hộp 20kg vải thiều Bắc Giang hạt siêu lép. Đặc biệt, trong lúc hai vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên cho chuyện chia sẻ, Công Vinh còn bất ngờ bật mí mức lương thuở mới vào nghề bóng đá của mình. Anh xã của Thủy Tiên chia sẻ rằng, ngày xưa vải này tính 1.000 đồng một trái, vải đầu mùa. Thời đó tiền anh được trợ cấp một tháng có 50.000, mà vải này 1.000 đồng một trái rồi. Đó là năm 2001-2002, một quý 3 tháng sẽ được 2 đôi giày đinh. Sau khi nghe Công Vinh tiết lộ mức thu nhập từ 20 năm trước của mình, Thủy Tiên đã tỏ ra khá bất ngờ, nhưng cũng không quên khoe khéo rằng mình từng kiếm tiền nhiều gấp mấy lần chồng. Vậy là ba thua mẹ rồi, năm 2001-2003. Mẹ đi thi hát mà được giải cũng có 200 mấy hay 300-400 nghìn đồng rồi. Xong mẹ đi mua trái cây về cúng nữa, mẹ còn làm nhiều tiền hơn ba luôn á, Thủy Tiên nói. Qua những chia sẻ của hai vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh, người hâm mộ có thể thấy rằng những năm tháng trong quá khứ, cuộc sống của họ cũng khá vất vả khó khăn. Tuy nhiên tới hiện tại thì cuộc sống của cặp vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh đang vô cùng hạnh phúc và thoải mái. Thấy cá rô phi nằm bất động dưới đất, chó nhà mãi miết tát nước cứu mạng, nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô vọng. Sự nhiệt tình cứu vớt con cá của chú chó chính là hành động đáng chú ý nhất và khiến cho đoạn clip ngắn mang về hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Theo quan sát, chú chó dùng mũi liên tục tát nước dưới đất lên người con cá, cứ chốc chốc lại thò chiếc mũi đánh hơi để kiểm tra xem con cá có tỉnh lại không. Thật đáng tiếc là con cá rô phi này không thể tỉnh lại, cho dù chú chó có tát bao nhiêu nước đi chăng nữa, mọi cố gắng của chú chó trở nên vô vọng. Chẳng biết từ bao giờ những thứ cây cối, hoa quả khác bình thường một chút thôi sẽ được nhiều người gọi là đột biến. Và cũng không cần nói nhiều, cư dân mạng sẽ thi nhau định giá vài tỷ hay trăm tỷ cho những loại cây, loại quả đột biến này. Điển hình như mới đây, sự xuất hiện của một quả mít khác thường lại lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Không chịu lớn bình thường như những quả mít khác, theo chủ nhân cây mít, ngay từ lúc chưa chín, quả mít này đã nứt hết ra. Lâu ngày, những chỗ nứt đó cũng dần chuyển sang màu xanh, dẫn đến kết quả như trong hình trên. Đây là một hiện tượng khá lạ mà không phải ai cũng từng chứng kiến. Cư dân mạng thi nhau bày tỏ sự ngạc nhiên, nhiều người khẳng định đó là mít đột biến và có cư dân mạng còn định giá quả mít này lên tới 8 tỷ. Tất nhiên màn định giá trên chỉ là nói đùa thôi, bởi thực tế thì quả mít này đã bị hỏng và không thể ăn được. Trước đó cũng từng có người chia sẻ mít bị nứt và lòi hết muối ra ngoài như thế này.
Có rất nhiều tình huống đáng nhớ trong trận đấu căng thẳng của vòng bảng Euro 2020 giữa Đức và Bồ Đào Nha. Mặc dù nhà đương kim vô địch đã thua, nhưng trong bất cứ trận nào của đội tuyển Bồ Đào Nha, ai cũng dồn sự chú ý vào Cristiano Ronaldo. Trong trận đấu này, anh đã có một màn biểu diễn kỹ năng khiến mạng xã hội như bùng nổ. Khi Rudiger định tranh bóng với Ronaldo, thì đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha thản nhiên hất bóng qua đầu cầu thủ của câu lạc bộ Chelsea. Nhưng vẫn chưa xong, Ronaldo vẫn còn thời gian để giơ hai tay ra, vừa như trêu tức, vừa như giả vờ rằng anh sẽ bắt lấy bóng. Thế rồi Ronaldo nhanh chóng rút tay lại và có cú hất bóng về phía sau cho đồng đội mà chẳng cần phải nhìn. Màn thể hiện này của Ronaldo khiến người dân mạng nói đến nhiều hơn cả những bàn thắng trong trận đấu. Có những người nói rằng Ronaldo vẫn chứng minh được đẳng cấp của mình và anh là cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020. Họ gọi màn trình diễn kỹ năng của anh là kỳ ảo. Dù sao, thái độ tự tin, ánh mắt tinh nghịch và những động tác rất nhẹ nhàng của Ronaldo cũng đã khiến những người không phải là fan của anh cũng phải ngưỡng mộ và gọi là tuyệt vời. Trong trận đấu đêm qua thật trớ trêu, Bồ Đào Nha đã ghi được 4 bàn nhưng lại thua 2-4 trước đội tuyển Đức vì 2 trong số 4 bàn của họ là tự ghi vào lưới nhà. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.